Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Dạ em Hải rất vui gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình ở một video clip tiếp theo. Dạ hôm nay thì là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Dạ hôm nay thì em Hải đã quay trở lại Sài Gòn và tới đây để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về quá trình đổi ngoại tệ cũng như là cập nhật giá tỷ giá ngoại tệ tại khu vực chợ Bến Thành gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy là thời tiết thì Sài Gòn thì đang mưa, mưa cũng tương đối là lớn. Thì em Hải đang cầm ô và đi dạo tại khu vực này. Dạ thì lời đầu tiên em Hải xin chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và tràn ngập niềm vui nhé. Dạ hôm nay thì em Hải xin phép được cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng cũng như là tỷ giá ngoại tệ và một số đồng ngoại tệ khác gửi tới quý cô chú anh chị các bạn để mọi người có thể tham khảo nhé. Dạ ngày hôm nay đối với giá vàng miếng SJC của ngày hôm nay đó là có chiều hướng là đang đi lên nha quý cô chú anh chị mình. Thì cụ thể như sau, đối với vàng miếng SJC của Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thì đối với vàng miếng SJC tại Hồ Chí Minh thì mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với SJC ở Hà Nội thì mua vào cũng với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với thương hiệu vàng Doji thì mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Đối với Doji ở Hà Nội thì cũng mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với thương hiệu vàng BNG Hồ Chí Minh mua vào với giá là 79 triệu, bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với BNG Hà Nội mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với thương hiệu vàng SJC Phú Quý mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Dạ, tiếp theo thì mình tới với vàng SJC Bảo Tiến Minh Châu mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Vâng, thì tiếp theo là tới vàng Eximbank mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với thương hiệu vàng của TPBank Gold thì cũng mua vào với giá là 79 triệu đối với chiều mua vào, bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với thương hiệu vàng Mi Hồng thì em Hải thấy là vàng Mi Hồng mua vào với giá là cao nhất hơn so với những thương hiệu mà em Hải đã cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình, 1 triệu đồng đối với chiều mua vào, còn chiều bán ra phần giữ nguyên với giá là 81 triệu đồng. Dạ vâng, thì đây là giá vàng miếng em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Dạ, để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình, mọi người đầu tư thì mọi người có thể lựa chọn để nghiên cứu và tham khảo nhé, để xem thị trường vàng lên xuống như thế nào để quý cô chú anh chị mình có thể đầu tư nha mọi người. Đây thì em Hải thấy là dạo này thì giá vàng cũng đã có chiều hướng đi lên rồi. Đấy, cũng không giống như ngày trước nữa. Giá vàng thì nó cắm túi rụi xuống, nhưng mà đối với giá vàng Nhẫn thì như vậy. Nhưng mà đối với vàng thương hiệu vàng xin lỗi quý cô chú anh chị bạn mình, đối với giá vàng đối với vàng SJC thì nó như vậy, nhưng mà đối với giá vàng Nhẫn thì ngày hôm nay để có chiều hướng đi xuống mà giảm mạnh. Thì cụ thể như sau thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng Nhẫn 4 số 9 cũng như là vàng nữ trang SJC để mọi người có thể tham khảo mua vào đầu tư kinh doanh hoặc là mua để làm những cái công việc khác nhé. Đối với vàng Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ tới 5 chỉ mua vào với giá là 77 triệu và bán ra với giá là 78 triệu 300 ngàn đồng. Thì cả chiều mua vào và chiều bán ra đều giảm 100 ngàn đồng so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Còn tiếp theo đấy là tới vàng nữ trang 4 số 9 mua vào với giá là 76 triệu 850 ngàn đồng, bán ra với giá là 77 triệu 850 ngàn đồng. Vâng, thì đối với vàng nữ trang 4 số 9 cả chiều mua vào và chiều bán ra đều giảm 100 ngàn đồng. Tiếp theo là mình tới với vàng nữ trang 24K mua vào với giá là 75.079.000 đồng và bán ra với giá là 77.079.000 đồng. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm 99.000 đồng. Còn đối với vàng nữ trang 18K
thì mua vào với giá là 56 triệu 043 ngàn đồng và bán ra với giá là 58 triệu 543 ngàn đồng, thì cả chiều mua vào và chiều bán ra đều giảm 75 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 14K thì mua vào với giá là 43 triệu 041 ngàn đồng, bán ra với giá là 45 triệu 541 ngàn đồng. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm 58 ngàn đồng so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Còn đối với vàng nữ trang 10K mua vào với giá là 30.117 đồng và bán ra với giá là 32 triệu 617 đồng. Cả hai chiều mua vào bán ra đều giảm 41 đồng. Dạ vâng, thì đây là giá vàng miếng và giá vàng nhẫn ngày hôm nay em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể tham khảo nha. Thì tiếp theo thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về tỷ giá USD cũng như là một số ngoại tệ ngày hôm nay để quý cô chú anh chị mình có thể tham khảo nha. Dạ thì đối với tại khu vực cửa hàng Hà Tâm ngày hôm nay thì em Hải có tham khảo đó là với chiều mua vào với giá là 25.200 đồng và bán ra với giá là 25.280 đồng như quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì quý cô chú anh chị mình về với Sài Gòn thì mọi người có nhu cầu đổi ngoại tệ thì mọi người có thể ghé qua tại khu vực cửa hàng Hà Tâm hoặc là Mai Vân để mọi người đổi nha. Và nếu quý cô chú anh chị mình không muốn phải đứng chờ đợi lâu thì mọi người có thể tham khảo một số cửa hàng khác em Hải đã có chia sẻ gửi tới quý cô chú anh chị mình, giống như khu vực đường Đồng Khởi này rồi đường Lê Lợi đều có cửa hàng mọi người có thể đổi, nhưng mà đấy thì em Hải thấy là người ta đổi sẽ thấp hơn. Dạ vâng, thì tiếp theo thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới mọi người về tỷ giá USD của thị trường chợ đen ngày hôm nay nhé. Khi nãy thì em Hải là cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về tỷ giá USD tại khu vực cửa hàng Hà Tâm thôi. Còn bây giờ thì em Hải sẽ gửi tới quý cô chú anh chị mình về USD tại khu vực thị trường chợ đen nha. Thì cụ thể như sau, đối với thị trường chợ đen ngày hôm nay USD mua vào với giá là 25.290 đồng và bán ra với giá là 25.289 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Đây là chiều mua vào chiều bán ra tại khu vực thị trường USD, thị trường tự do nha. Còn đối với đô la Úc ngày hôm nay thì cũng có chiều hướng đi lên, đó là mua vào với giá là 16.808 đồng và bán ra với giá là 16.908 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Còn đối với bảng Anh thì giá bảng Anh ngày hôm nay thì chiều mua vào thì có chiều hướng tăng, còn chiều bán ra thì có chiều xu hướng giảm. Thì đối với chiều mua vào thì mua vào với giá là 32.606 đồng và bán ra với giá là 32.856 đồng. Còn đối với thương hiệu Euro ngày hôm nay thì giá Euro của ngày hôm nay đều giảm cả hai chiều và mua vào và bán ra, đó là chiều mua vào với giá là 27.790 đồng và bán ra với giá là 27.890 đồng như quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ vâng, tiếp theo là tới với Yên Nhật. Yên Nhật ngày hôm nay thì mua vào với giá là 170 đồng và bán ra với giá là 171 đồng như quý cô chú anh chị mình. Còn đối với đô la Canada ngày hôm nay thì cả hai chiều mua vào và bán ra có chiều hướng tăng. Thì cụ thể như sau, mua vào với giá là 18.411 đồng và bán ra với giá là 18.511 đồng nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ vâng, thì đây là tỷ giá ngoại tệ mà ngày hôm nay em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể tham khảo, hoặc là mọi người đầu tư mua vào ông thì mọi người đi du lịch nhá. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em Hải có nhận được một cái thông tin khá là đáng mừng đối với quý cô chú anh chị và các bạn mình. Khi mọi người sử dụng ngành hàng không nha, thì đây là có cái thông tin mới nhất thì chia sẻ trên một số trang báo lớn tại Việt Nam mình. Thì cụ thể như sau, đó là hành khách bất ngờ khi nhận được 1 triệu đồng khi bị trễ chuyến bay 4 giờ. Vâng, thì đây là một cái thông tin khá là hay, thì quý cô chú anh chị mình sử dụng ngành hàng không cũng nhiều phải không ạ? Đấy, thì mọi người có thể cảm nhận được là mỗi lần mà mình phải chờ những cái chuyến bay rất là cực luôn. Thực sự em Hải đi rất là nhiều và ông đã bị trễ, có những lần mình trễ tới 2 đến 3 giờ đồng hồ, đó là chuyện bình thường.
Thì theo thống kê này, tỷ lệ các hãng bay đúng giờ theo thứ tự như sau này, gồm là Vietravel, Airlines, Vasco, Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Bamboo Airlines, Bamboo Airways và Vietjet. Đây là những cái hãng bay có tỷ lệ đúng giờ nhất nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Thì mọi người đã trải nghiệm những cái hãng bay thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới để quý cô chú anh chị mình có thể biết nha. Đây thì có theo một khán giả có chia sẻ, đó là chị Ngọc ngụ tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có chuyến bay cùng với gia đình đi ra Quảng Nam, từ Quảng Nam vào thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày trước và phải ngồi chờ đợi tại sân bay hơn 4 giờ đồng hồ mới được khởi hành. Theo đó, lịch khởi hành từ 16 giờ 50 phút nhưng tới 20 giờ 55 phút thì mới được xuống sân bay Tân Sơn Nhất và chờ lấy hành lý. Chờ lấy hành lý là lúc 22 giờ 20 phút. Dạ vâng, thì đấy, quý cô chú anh chị thấy là chuyến bay cũng khá là trễ phải không? Đấy. Nhưng mà được đổi lại cái là an ủi lớn nhất là trước chuyến bay chị có mua bảo hiểm chậm hủy chuyến kèm vé máy bay, bất ngờ thì thấy SMS thông báo được 1 triệu đồng vào tài khoản, nhận tiền bồi thường bảo hiểm trễ chuyến bay cho 2 vé, phí bảo hiểm là 35.000 đồng cho 1 vé. Dạ vâng, thì đây có vẻ là quý cô chú anh chị mình có thể mua cái gói bảo hiểm này, em Hải thấy cũng hay đấy. Nếu mà mọi người sử dụng những cái hãng bay mà nó hay bị trễ á, ấy cụ thể như sau này, em Hải sẽ đọc cho mọi người nha. Quyền lợi của người mua bảo hiểm này, nếu mà mình trễ từ 120 phút cho tới 180 phút thì mình sẽ được 600.000 đồng đối với chuyến bay bị chậm. Còn từ 180 phút cho tới 360 phút thì mình sẽ được khoảng 800.000 đồng. Còn từ trên 360 phút thì mình sẽ được 1.500.000 đồng. Còn đối với chuyến bay quay đầu thì được 1.500.000 đồng. Chuyến bay đáp xuống sân bay khác thì cũng được 1.500.000 đồng. Hoặc là hủy chuyến thì mình cũng có được 1.500.000 đồng. Dạ vâng, thì đây là quý cô chú anh chị mình có thể thấy này. Ấy, dạo này công nhận là những cái công ty dịch vụ bảo hiểm đó mọi người, họ rất là nhiều cái chương trình để thu hút lượng khách đây. Thì giá vé 1 chiều là 60.000 đồng cho một chặng bay, còn là khứ hồi là sẽ giảm giá 20%, chỉ còn 100.000 đồng đấy, cả khứ hồi dành trên một người. Vâng, thì đây là cái thông tin rất là mừng để em hãy gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Vâng, thì tiếp tục thì mình xem có những cái thông tin gì không, thì em Hải sẽ gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Vâng, thì hôm nay thì có một cái thông tin khá là buồn, đó là thương hiệu khá lớn đối với quý cô chú anh chị mình chắc cũng không lạ gì nữa. Đây, thương hiệu Starbucks trả mặt bằng đắc địa và chủ đất vàng được trên đường Hàn Thuyên giao cho thuê với một tháng là 757 triệu đồng trên một tháng, thì khoảng 9 tỷ đồng trên một năm. Vâng, thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy là thực sự giá thuê mặt bằng quá kinh khủng luôn. Thì đối với thương hiệu Starbucks như vậy thì mọi người cũng thấy là thương hiệu lớn rồi, người ta cũng không trụ nổi luôn, quá là kinh khủng. Sau 7 năm hoạt động này, thương hiệu Starbucks Hàn Thuyên đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người với sự đặc biệt trong đồ uống và cách pha chế và vị trí tại khu vực trung tâm, hơn nữa lại có một góc view rất đẹp mắt. Ê, chủ mặt bằng số địa chỉ là 11 13 đường Hàn Thuyên, quận 1 được biết đang giao cho thuê mặt bằng sau khi khách hàng cũ là Starbucks Việt Nam rút khỏi từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Nguyên nhân là do là không đàm phán được hợp đồng, thì hiện chủ mặt bằng này đang giao với giá cho thuê là khoảng 30.000 USD trên một tháng, khoảng 757 triệu đồng, tương đương khoảng 9 tỷ đồng cho một năm và tăng hơn 600 triệu đồng so với
giá thuê cũ. Vâng, thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy là thực sự giá kinh khủng luôn, mà trên đường Hàn Thuyên này nó cũng đâu có rộng lắm đâu, em Hải thấy nó trên đường Hàn Thuyên nó cũng vừa vừa, mà không ngờ là giá nó cao như vậy luôn. Đây. Ở đây thì có những cái ưu điểm này, đó là khách thuê có thể nhận nhà từ tháng 9 và có 1 tháng miễn phí thuê để chuẩn bị sửa sang các cửa hàng mới. Nếu ký hợp đồng từ 5 năm, khách phải cọc 3 tháng tiền thuê liên tục. Còn ký hợp đồng 10 năm thì sẽ phải cọc 6 tháng. Ôi, mọi người thấy thực sự là cái giá thuê nhà. Nếu mà thực sự mà em Hải mà có căn nhà như thế này, đúng là mình chỉ có ăn với đi chơi cả ngày thôi mọi người. Ăn đi chơi không hết tiền luôn á. Đấy. Thực sự 1 tháng mà hơn 700 triệu đồng. Mà ngay khu vực đường Hàn Thuyên thì mọi người cũng biết là nó đối diện với khu vực công viên 30 tháng 4, cũng gần Dinh Độc Lập cũng như là nhà thờ Đức Bà. Ở địa điểm đấy thì em Hải thấy là thu hút được một lượng khách đi lại ăn uống mua sắm cũng rất là đông, nhưng mà có vẻ là chủ đầu tư thì người ta cũng đã rút rồi, vì một số vấn đề thì em Hải đã cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì bây giờ thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi dạo đêm mưa cùng với Hải tại khu vực đường Nguyễn An Ninh nhá. Đấy, tại khu vực này sau đấy là mình sẽ vào với đường Trương Định.